Cái đỡ gì? Thử tả rồi, tả nó mấy. Tả rồi, thôi thôi thôi. Sửa xe, nó sửa xe. Nó đưa tiền gì đâu nghe, còn dưa tôi biết nó không dám mua nhiều cho nhỏ nữa. Một bữa nào chạy xuống dưới mình về. Nó cái hồ bán nghe cho nó khỏi giả thôi. Rồi nghe nè. Mày đang sửa tả quần áo quê rồi, đi xuống đi đi đồ đi đi. Để hết phần sửa rồi chạy xuống coi về cho kiếm tiền mà mua nguyên thùng á. Sửa hổ chứ 300 mấy chứ nhiều. Rồi bà làm tiền 900 mấy thôi chơi nè. 900 mấy em chỉ trả tiền qua rồi. Mà trả qua 200. Nói chung vòng qua bà làm được 450. Thì bữa nay mày trả 300 đi. Đó, ăn tạm rồi đó không? Đó, ăn tạm đi rồi ấy con có mua đồ gì nữa không? Mua đồ đồ. Có mua không? Có tính mua không? Hả? Mở ra quỷ, mở ra mua được. Rồi. Từ từ là không luôn phải không? Thì vậy nó không là cũ cái đi đi. Giờ đi luôn hả? Chị tạm đi chút có nước nè. Em gái cho anh hỏi thăm nè, anh nhận được những cái tin nhắn á, cũng như là những cái cuộc gọi đến từ quý vị khán giả á, nói là cái lúc mà em á, là bạn thân đúng không? Mà cái lúc mà bé bé gái mà cái cô gái mà ẵm con á, đi xuống để mà thăm em á, thì là do em rủ đúng không? Dạ không anh ơi. À, cũng giống như là em có gửi tin nhắn cho anh coi á, là chị này nói là bây giờ không có chỗ ở, không có nơi để đi. Bây giờ là cho chị xuống em làm đi.
rồi chị xuống chị làm chẳng không chị xuống, em mới nói là không có ai giữ con hết trơn, chị xuống đây rồi à, làm sao mà đi làm được, làm sao mà ai giữ con chị. Chị mới nói bây giờ cho chị xuống chị ở đi, rồi chị muốn người ta chị giữ, nói bây giờ không có ai để giữ hết rồi. Em thấy như vậy á, em mới điện rơi vòng vòng là để là kiếm người giữ cho chị, là xong rồi chị mới xuống. Và chị xuống đây là chị xuống tới Hậu Giang mình, là chị đi xe giường nằm xuống rồi tới cây xăng, em mới chạy ra em đút chị vô. Mà lúc đó chị xuống là trong điện thoại của chị cũng không có tiền nữa, là em mới là điện thoại cho chị không mà chị nhá máy không, mà em mới chạy về để em đút chị xong rồi xuống đây ở. Là chị chỉ có mấy bộ đồ thôi. Sữa thì còn được đâu, cũng là một hai hộp nhà, không còn nhiều nữa. Xong không có đồ gì mặc hết trơn á. Rồi xong em mới lấy đồ của em với một chị kia em trao đồ. Rồi xong á, tại vì em cũng có con á, nên em cho được đâu hai lốc sữa với mấy miếng tả. Rồi xong á, là chị mới kêu em á. Yeah.
Thank you.
Giờ đi luôn hả? Chị tạo nguyên chút tấm hết nè. Thì tắt nè, tắt thì làm đi giả đi tặng ba rồi.
của chị nó mới tốn rồi. Bệnh học có 4 ngày là thôi. 4 phần có 4 phần rưỡi. Còn có gì đó? Tháng có 4 phần rưỡi mà tháng học được có mấy ngày đó, đâu có mấy ngày. Cũng tầm, một tuần đó là chị thứ bảy chủ nhật đó được đi học, nghỉ. Chuyển cho 10 ngàn cũng xong, mượn mượn hoài. 10 ngàn đủ không chị không? Ồ, 1 ngàn đủ hết rồi, không kêu. Rồi sao? Ai cứ đi lên rồi, nó lại cũng không được rồi.
Em gái cho anh hỏi thăm nè, anh nhận được những cái tin nhắn á, cũng như là những cái cuộc gọi đến từ quý vị khán giả á, nói là cái lúc mà em á, là bạn thân đúng không? Mà cái lúc mà bé gái mà cái cô gái mà ẩm con á, đi xuống để mà thăm em á, thì là do em rủ đúng không? Dạ không anh ơi, cũng giống như là em có gửi tin nhắn cho anh coi á, là chị này nói là bây giờ không có chỗ ở, không có nơi để đi. Bây giờ là cho chị xuống em làm đi. Rồi chị xuống chị làm chẳng thôi chị xuống. Em mới nói là không có ai giữ con hết trơn, chị xuống đây rồi làm sao mà đi làm được, làm sao mà ai giữ con chị. Chị mới nói bây giờ cho chị xuống chị ở đi, rồi chị muốn người ta chị giữ. Nói bây giờ không có ai để giữ hết. Rồi em thấy như vậy á, em mới điện rơi vòng vòng là để là kiếm người giữ cho chị. Là xong rồi chị mới xuống. Và chị xuống đây là chị xuống tới Hậu Giang mình. Là chị đi xe chị nằm xuống rồi tới cây xăng. Em mới chạy ra em bước chị vô. Mà lúc đó chị xuống là trong điện thoại của chị là cũng không có tiền nữa. Là em mới là điện thoại cho chị không mà chị nhá máy không mà em mới chạy về để em rước chị xong rồi xuống đây ở. Là chị chỉ có mấy bộ đồ thôi. Sữa thì còn được đâu hình như là 1-2 hộp nhà, không còn nhiều nữa. Xong không có đồ gì mặc hết trơn á. Rồi xong em mới lấy đồ của em với một chị kia em trao đồ. Rồi xong á, tại vì em cũng có con á, nên em cho được đâu 2 lốc sữa với mấy miếng tả. Rồi xong á, là chị mới kêu em á, là kêu mẹ mua đi, ý là kêu em đó. Tại vì thằng nhỏ kia mà mẹ cũng mới 2 đó, vậy á. Rồi xong mới nói là em không có tiền nữa chị ơi. Tại vì lúc mà chị xuống đây nè, là chị làm, chị vô bàn chị làm á. Mà kiểu như cũng ngồi bình thường tại quán nhậu bình dân thôi à, chứ ngồi gốc bia hơi ngoài ra không có làm gì mà xúc phạm tới thân thể chị hết. Đó chị làm là được đâu cũng 2 triệu hay gì đó. Là làm 2 ngày á nha anh. 2 ngày mà 2 triệu hả? Dạ đúng rồi, chị mới đưa cho em là 300 ngàn. Là để đi mua dùm chỉ là cái đứt dây sạc với lại sữa với bịch tả. Là mua mà chỉ được có 300 ngàn thôi, mà mua tới 300 mấy rồi, nhưng mà vẫn lấy chị là chỉ có 300 ngàn thôi. Đó. Rồi xong sáng hôm đó là chị mới đi chị không có nói chung mà chị không có nói gì hết trơn á. Nhưng mà chị ẩm bé vô phòng đó mà quánh bé, mà bé khóc dữ lắm luôn. Cái kiểu như mà lúc mà chị mới xuống đây á, là em hỏi là bé nó ăn bột hay là ăn cháo. Chị mới nói là cho nó ăn cũng được, mà không cho cũng được. Em mới nói là sao kỳ vậy con chị, mà sao bây giờ nó ăn bột hay ăn cháo đây, biết đường em đút cho bé ăn. Tại vì nói chung là chị không có được xuyên á. Rồi chị mới nói ăn cháo, em mới đi nấu cháo cho con chị ăn. Chị nói bé là
Ừ, chồng của chị hiện tại á, là chồng của ba bé Bon á, là bé Sao nè. Là hồi đợt có mạnh thường quân cho được 7 triệu. Ừ. Là chồng của chị là ăn cắp hết trơn luôn. Chuyện ơi. Ăn cắp của chị đi 7 triệu đó đi hết trơn. Nhưng mà cái điều đó là em không có xác thực được là có hay là không. Tại vì mình chỉ nghe kể qua lời nói của chị thôi. Nói chung là chị xuống đây chị than khổ rất là nhiều. Rồi xong sáng ngày hôm đó chị làm được 2 ngày. Rồi xong á là lúc mà muốn người ta giữ trẻ cho bé á, là nói là giữ ngày giữ đêm luôn, là người ở với người ta luôn á anh, chứ không phải cho người ta nha. Ừ. Ừ, ở với người ta luôn. Rồi xong là 1 tháng 6 triệu, là chị ra 1 ngày 200 ngàn. Đó. Là xong rồi á, là mới sáng tính lại á, nếu mà mình muốn rước con mình về chơi á, thì mình rước muốn, ví dụ mình làm xong đi, mình rước con mình về ở đây, ngủ với mình vẫn được bình thường, không có gì hết. Đó. Rồi xong sáng ngày hôm sau là chị mới đi, chị không nói với em mà, em thấy chị quấn con chỉ khóc hoài à. Không có đút cho con chỉ ăn gì hết trơn á. Ừ. Rồi xong mới đi vô á, là hỏi làm gì mà chị để cho nhỏ khóc hoài vậy. Mà đến hên em hỏi cũng trả lời tới trả lui. Lúc mà đi vô phòng em thấy vậy, em mới ẩm con chị ra cho con chị ngồi chơi này kia. Rồi xong á chị, em thấy kiểu giống như là chị sao sao em cũng biết nữa. Rồi á em hỏi bộ chị đi về chảnh hay gì. Nói ừ chị đi về chảnh, chị lấy căn cước của chị. Rồi xong á em mới nói căn cước thì để đó đi, chừng nào mình có tiền rồi mình lên lấy cũng được, còn thôi là kêu người ta gửi bưu điện về cho mình vẫn bình thường chứ đâu có gì đâu. Mà chỉ điện cho chồng chỉ hay sao á, kêu bằng bá, bá có nghĩa là ba đó. Ừ. Là nói vô điện cho bá nè con. Nó là lúc đó là xong rồi á chỉ mới đi. Là trước khi đi đúng không, là chỉ lội đi, chỉ không có kêu là có kêu là kêu xe ôm, nhưng mà số xe ôm đó là điện thoại không được. Rồi xong á em mới là đi vô phòng, tại em cũng mới đi tập về. Rồi xong rồi chị đi xong rồi cái em điện thoại không được, thuê bao không. Mà đi thì bỏ bọc đồ ở lại nha. Đồ anh cũng thấy trong đoạn video bọc đồ rất là bự. Ừ. Đó. Rồi xong em thấy mất tiêu điện thoại thuê bao. Rồi bây giờ mình biết đường đâu mà mình kiếm chị. Nó đâu, em đâu biết đường đâu em kiếm. Cái xong cái là chỉ là mới một xíu, chỉ đi đâu khoảng như tiếng mấy 2 tiếng gì em không nhớ rõ nữa, là chỉ quay lại chỉ lấy bọc đồ, là có đem theo bọc đồ quay lại lấy em hay em gái ha? Đúng rồi, ừ đúng rồi, có rồi đem quay khoảng 1 tiếng 2 tiếng gì là quay lại lấy bọc đồ rồi, lấy bọc đồ có chú xe ôm đó chở đi. Còn lúc gặp anh là em thấy không có cầm bọc đồ, nhưng không thấy mà cầm bình sữa gì hết. Bình đồ đó là đựng những gì vậy em gái? Dạ đựng sữa nè, tả nè, rồi quần áo của em rồi cho chị cho rồi này kia nọ chổng thôi chứ không có gì trơn á. Quần áo của con chị với chị thôi. Nè thấy hai cái bộ đồ bữa mà gặp anh lần đầu tiên á. Ừ. Cái bộ đồ mà lần thứ hai gặp mà anh đi lên trên Long An đó, là hai bộ đồ đó đều là của em hết. Là em là người lo lắng cũng như là chăm sóc. Dạ, đúng rồi. Cho con. Dạ. Của bé gái đó. Dạ đúng rồi, nói chung là ở đây ai cũng thương hết trơn á. Tuy nói ra thì người ta không biết, người ta tưởng đâu mình vô đây mình làm bậy. Nhưng mà không phải mà em nói này nữa kia. Nhưng mà thực chất là ở đây chỉ là quán nhậu bình thường. Ừ, có vô ngồi vô phục vụ ngồi gốc bia thôi, chứ không phải là sạm tỏ như những quán khác đâu anh. Ừ. Nếu mà sạm tỏ như mấy những quán khác mà mình không bao giờ mình dám lên tiếng, mình đã im lặng rồi. Giống như là quán là mình chỉ là có người ra để mà ngồi gốc bia đồ cho khách đó. Đúng rồi, chỉ là phục vụ thôi à. Ừ. Em gái cho anh hỏi thăm nè. Rồi dạ. khi mà bé gái đó ẵm con đi với em thì có dạ. Tiền trong mình không em? Dạ có tiền anh. Nếu mà trừ 300 ngàn ra hình như là cũng còn được khoảng 1 triệu mấy á. Trừ 300 ngàn mua sữa tả đó là chắc cũng còn chứ mà. Mà bữa đó gặp mấy anh là chỉ nói chỉ còn có 35 ngàn à. Dạ, hôm bữa em coi được cái clip đó em thiệt chứ em rất là tức luôn á anh. Tại vì em suy nghĩ á, là lúc trước mà chưa có xuống đây á, là lúc đó đó là đã xin tiền em cho là 200 ngàn, nói con chị không có sữa uống, không có chỗ ở, đã rất nhiều lần như vậy rồi, chứ không phải là 1-2 lần. Rồi kêu em á là cứu chị cái kẹt 20, nhưng mà em nói anh nghe, không có ai mà đi kêu tới ngày á, sáng đêm mà kêu cứu cái kẹt 20. Là chị mỗi khi mà chị chơi vô á, chị sẽ nạp tiền vô em để chị chơi. Chàng ơi. Khi mà mấy anh á xem được cái đoạn video mà cái cách mà của những chị em ở trong quán á, cũng như là trò chuyện, cũng như là lo lắng chăm sóc cho mấy mẹ con á,
thì so sánh với cái câu chuyện mà em gái đó đó kể lại thì nó khác nhau hoàn toàn luôn. Dạ đúng rồi anh, tại vì á em có nhắn tin nói rồi nè, em á là sẽ nói với á, là lên em sẽ nói, để không thôi á là tối ngày là chị đi lừa gạt mạnh thường quân người ta, mà chị không biết đi làm, mà chị tối ngày chị cứ vậy không à. Còn cái vụ mà bệnh ép của chị á thì em không biết cái đó là có thật hay là không. Ừ. Tại vì em quen chị đến nay là cũng mấy năm trời chứ đâu có ít đâu, lúc trước là chị ở Long An nè, là ở gần bên mẹ của chị bển á, là chị có đi làm chung với em nè, mà chị nói sai sự thật, là chị nói là tại vì ép chị đi làm hay gì đó đó, rồi nên chị không làm, chị bỏ về, điều đó là sai sự thật, không bao giờ có. Đúng rồi, anh nghe anh cũng như là quý vị khán giả nè, nghe được cái cuộc trò chuyện cũng như là trò chuyện cùng với cái cô gái mà ẩm con đó, thì được biết á, là khi mà xuống quán á, thì mới phát hiện ra là làm cái công việc đó, và cô gái này không có chịu làm, cho nên là bỏ mặc luôn, là không có lo lắng gì hết, không cho 1.000 luôn. Cái lần sau anh lên cũng nói như vậy mà. Dạ đúng rồi, nhưng mà anh có nhớ là cái clip đầu tiên á, là anh hỏi chị nói là đi xuống nhỏ em, mà con nhỏ em là điện thoại mất máy, là thấy cái đó là không có khớp, là sai sự thật rồi. Ừ. Em quen cô gái này là bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng 3 năm rồi. 3 năm trời tình, giống như là có cái tình nghĩa với nhau, nhưng mà lại giống như là nói em như vậy hả? Dạ đúng rồi, nên em cảm thấy suy nghĩ em tức lắm. Tại vì lúc trước là ăn uống đồ ở chung này kia nọ rồi, chị em rất là gọi là thương nhau luôn á. Anh nghĩ đi, tới lúc mà không còn ở chung với nhau nữa, nói chung là chỉ có chồng đó, rồi xong rồi thì em cũng có chồng nữa rồi, hai chị em đâu có liên lạc nhau đâu, nhưng mà chị xin tiền em rất là nhiều lần luôn, em vẫn cho chị. Là cái lúc mà em biết chị, lúc mà chị chưa có chồng đầu tiên nữa, tới bây giờ là chị lấy chồng lần thứ hai rồi. Ừ. Cái lúc mà mấy anh quay cái đoạn mà cô gái mà đang ẵm con mà lạ bộ, khi mà trong khi đó là không có quần áo cũng như là đồ đạc của bé đó, thì cô gái này mới nói là do không có chứ không phải là đem giục bỏ. Ui mà bọc đồ luôn mà sao không có được anh, lúc chị xuống là chị có đem mặc bọc nữa. Cái rồi quận, xong rồi tại vì cái, dạ. Quận, cái quận mà quầy về đi xe ôm quầy về lấy là khúc đó mình có camera không em? Em cũng không biết nữa, tại vì trong thẻ nhớ nó chỉ có lưu lại được có bao nhiêu đó thôi anh ơi. Ừ. Nói chung là cô gái đó sau khi mà cùng con mình đi là đi ra đi ra rồi, rồi khoảng 1-2 tiếng sau là mấy đi xe ôm quay lại lấy bọc đồ đem đi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em cũng không biết bằng cái cách gì mà lại lỡ bộ mà trong khi đó là không có đồ đạc gì hết ha. Dạ, em cũng không biết sao mà nếu mà lội đi kiếm xe ôm á thì bước ra là người ta đã có xe ôm rồi, không có cần đi 1-2 tiếng vậy đâu anh. Ừ. Rồi hồi nãy anh nghe em nói là trong cái thời gian mà sống cùng với mấy chị em ở trong quán á, thì cô gái này là nhiều lần gầy la cũng như là dùng tay dùng chân với con mình lắm em. Dạ đúng rồi anh, nói chung là chị quánh con chị đúng không, mà con chị khóc đi thì chị cũng nằm im, chị bấm điện thoại gì đó, chị để gì đó, khóc hoài, nhỏ khóc dữ lắm luôn, rồi em phải đi vô ẩm nè, xong rồi anh cũng thấy đó là em ẩm rồi chị kia, rồi lấy cái thao cho bé, bỏ cho giường cho bé chơi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Bé nó rất là, bé gọi là bé nó rất là dễ chịu luôn, rất là dễ thương luôn, rất là tội nghiệp. Ừ. Coi như là có một số cái câu chuyện ở đây là cái cô gái này đã giống như là nói sai sự thật về em cũng như là những chị em ở trong quán ha. Dạ đúng rồi. Ừ. Thì tại ở đây là chỉ là ở trong quán này toàn là dòng họ không, chứ không có cái gì hết trơn á, mà chỉ giống như là ở đây là rất là thương những người như vậy luôn đó anh. Mà anh cũng thấy rõ ràng trong clip là đâu có ai đó xử tệ hay là chửi bả mắng bả một tiếng nào đâu. Đúng rồi, anh không biết rằng em có là gì muốn gửi đến cho cũng như là cái cô gái này trong ngày hôm nay không? Dạ thì em chỉ muốn khuyên chị là làm lại cuộc đời của chị thôi. Bây giờ ví dụ như Mạnh Thường Quân cũng đã giúp chị là cho tiền chị mua vé số đeo bán, thì chị bây giờ chị cố gắng lên, chị từ bỏ đi, chị đừng có chơi bời gì hết á, để chị làm, chị lo cho con chị.
Chứ nếu giờ chị cứ như vậy hoài thì chị cứ sống như vậy hoài thì sao mà được, chị lừa gạt hết người này khác đâu có được như vậy. Nói chung là mấy anh em anh cũng đang giữ quỹ hỗ trợ giúp đỡ cho cô gái này, nhưng mà chưa có dám trao, tại vì sợ trao nhầm á, rồi lúc đó Quý Mạnh Thường Quân trách nữa. Dạ đúng rồi. Tại vì em nói chung là em thương chứ không phải là em không thương, nhưng mà kiểu mà nói chung là ẵm con đi anh cũng thấy cái đầu của bé nó rất là không có nón gì hết trơn, còn trong khi đó là chị có nón rồi áo phét này kia nọ. Đúng nói chung là tội nghiệp cho bé này kia nọ thôi, mình không phải mình lợi dụng con mình mà để kiếm tiền như vậy cho mình đâu có được đâu anh. Đúng rồi, anh nhìn mấy anh em anh khi mà nhìn cái cảnh mà đứa bé mà chưa đầy 2 tuổi nữa mà lại ngoài nắng như vậy đó, rồi rất là tội nghiệp luôn, trong khi đó không có sữa gì uống hết. Dạ đúng rồi. Là nguyên cái bữa mà đi đó là gặp anh đó, là bữa sáng đó em đút bé Bon được có mấy muỗng à, bé Bon không có ăn nữa, kiểu giống như là mình ít cho ăn đó, ăn rồi nó không có quen, nó ăn không có được. Em, đó là xong đó. Em là người đút cho cháu nó ăn luôn hả? Dạ đúng rồi. Chàng ơi. Em một lần là em đút ở ngay cái chỗ mà cái biết mà cái bàn ngồi đó anh, nhưng một lần là em ẩm vô phòng em làm đút trong này nè, là 2 lần đó. Em là người đi nấu nước sôi rồi cho bé rồi tắm mà. Vậy là bé nó mới xuống chỉ có 2 ngày thôi, nhưng dạ, mà rồi, em đã ngày. Đút ăn coi như là được 2 ngày rồi. Còn tắm rồi cho cháu nữa ha. Dạ em nấu nước sôi, còn tắm là chị tắm. Em nấu nước sôi em pha nước sôi, còn tắm thì chị tắm. Thì tại vì em cũng có con nhỏ nên em thấy em rất là thương, với lại tình chị em đó giờ nữa, nên vậy em bây giờ chị nó không có chỗ ở, mà anh thấy chị đó không phải là mình chê gì, chị anh thấy chị nghe cũng đâu có được gọi là đẹp hay là gì đâu đó. Nên rất là khó để kiếm việc làm này kia nọ nữa, nhưng mà xuống đây em giúp đỡ này kia nọ, nói với em là than khổ lắm luôn, nói là không, bây giờ không còn chỗ ở, không có chỗ để ở. Coi như là điện xin em là năn nỉ em giúp đỡ cho có cái chỗ làm cũng như là cái chỗ để mà kiếm tiền, nhưng mà lại nói rằng là em là người dụ đi xuống để mà làm cái công việc này. Nhưng mà khi mà trước khi cái cô gái này đi xuống chỗ em làm á, là đã biết trước là sẽ làm nhân viên không em? Dạ biết anh ơi, chứ không phải như lời cô gái nói ha. Dạ không anh ơi. Bởi vậy nên những người thân của em á, đã từng gặp chị á, nó là mới như gửi những cái clip mà em có gửi qua tin nhắn cho anh đó, là gửi qua đó, con ánh nó nói con như này, nó con như thế kia nè. Thôi như vậy đi, thì dạ. Để vài bữa nữa anh có xuống thăm mấy mẹ con á, anh sẽ xác minh lại cái câu chuyện này. Thì anh cũng cảm ơn em đã chia sẻ cho anh cùng với quý vị khán giả trong ngày hôm nay, để mà một phần nào biết rõ cái câu chuyện về sự thật của cô gái ẵm con này. Anh cũng cảm ơn em nhiều nha. Anh chúc em sức khỏe nha em gái. Rồi chào em.